người dân thành phố Hồ Chí Minh ùn ùn về quê ăn Tết. Nguyên nhân xe khách chở 37 người lao xuống vực sâu ở Kon Tum. Điều tra vụ án vận chuyển 5,5 tấn cá tầm qua biên giới. Thời tiết xấu, hai chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài. Tổng thống Biden chiến thắng bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Không khí đông đúc tại các bến xe ngày 25 tháng Chạp, 4 tháng 2 khiến người dân vất vả hơn, nhưng không ít nụ cười, sự hào hứng, nồng nao hiện lên trong ánh mắt họ khi sắp được về quê sum họp gia đình. Ghi nhận tại bến xe miền Tây, quận Bình Tân, tối ngày 3 tháng 2 và sáng ngày 4 tháng 2 cho thấy nhiều người dân sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh đã đổ ra bến xe để trở về quê dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại các lối đi, hành khách dồn về mỗi lúc mỗi đông, người ngồi, người đứng, mang theo hành lý, lỉnh kỉnh đồ đạc chờ xe xuất bến. Dù phải mang vác đồ công kênh hay ngồi đợi chờ xe xuất bến khá lâu thì họ vẫn tươi cười, không giấu nổi sự vui mừng khi về quê đón Tết bên gia đình. Tại các quầy vé của nhà xe Phương Trang, Chính Nghĩa, Kumho Sanko, Thành Bang có đông hành khách chờ lấy vé để lên xe. Không chỉ trong các bến xe nóng hơn ngày thường mà dọc các tuyến quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, Lê Hồng Phong, tình trạng tương tự bởi người dân đứng dọc đường chờ nhà xe đến đón. Như tại trạm xe buýt trên quốc lộ 1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, một nhóm gần 10 người mang vác hành lý ngồi đợi xe. Sáng ngày 4 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo vụ xe khách giường nằm lao xuống vực sâu xảy ra tại địa bàn huyện Đắk Gờ Lây, tỉnh Kon Tum. Theo đó, gần 22 giờ đêm ngày 3 tháng 2, tài xế Phan Nhật, 34 tuổi, trú tại xã Ea Tó, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Bắc vào Nam. Khi đến địa phận thôn Đắk Gô, xã Đắk Krông, huyện Đắk Gờ Lây, tỉnh Kon Tum thì tự gây tai nạn, lao xuống hố sâu. Lúc này, trên xe có tổng cộng 37 người, gồm 32 hành khách và 4 người của nhà xe, một lái xe. Vụ tai nạn đã khiến tài xế Phan Nhật bị gãy nhiều xương sườn, hai hành khách khác bị chấn thương nặng, nhiều người khác trên xe hoảng loạn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum cho biết nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do tài xế Phan Nhật điều khiển xe không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong, xe mất lái tự gây tai nạn. Ngày 4 tháng 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 4 đối tượng gồm Trịnh Văn Kiên, 48 tuổi, Nguyễn Thế Long, 36 tuổi, Đàm Văn Hưng, 38 tuổi và Đỗ Trọng Phương, 36 tuổi để điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Hàng hóa trong vụ án này là 5,5 tấn cá tầm trị giá 1,6 tỷ đồng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an thành phố Pleiku kiểm tra và phát hiện một xe đầu kéo đang vận chuyển 5,5 tấn cá tầm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lúc này, trên xe có các ông Trịnh Văn Kiên, lái xe, Nguyễn Thế Long, chủ xe và Đàm Văn Hưng, người chăm sóc cá. Cả ba người đều khai nhận được ông Đỗ Trọng Phương, trú tại Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thuê vận chuyển số cá tầm trên từ Lào về Việt Nam thông qua cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can với các ông Trịnh Văn Kiên, Nguyễn Thế Long và Đàm Văn Hưng về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Những ngày qua, tại các sân bay khu vực phía Bắc đang xảy ra hiện tượng sương mù, mây thấp, tầm nhìn giảm dưới tiêu chuẩn khai thác bay gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bay. Nhiều chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh hoặc bị hoãn, chậm giờ. Cập nhật thông tin về tình hình các chuyến bay ngày qua, đêm và sáng sớm tại các sân bay Nội Bài, Hà Nội, Cát Bi, Hải Phòng, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, thời tiết xấu do sương mù như các ngày trước đó, làm nhiều chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đến các sân bay này bị chậm để đợi thời tiết tốt hơn. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, thời tiết xấu tại sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa khiến một chuyến bay bị ảnh hưởng, phải chuyển hướng hạ cánh sân bay Nội Bài, Hà Nội. Còn các sân bay khác, thời tiết đảm bảo khai thác, các chuyến bay thực hiện bình thường. Các chuyến bay phải chuyển hướng sẽ được Vietnam Airlines bố trí phương tiện đường bộ đưa hành khách đến sân bay cuối. Theo thống kê của ngành hàng không, có khoảng 100 chuyến bay bị ảnh hưởng
bởi tình trạng sương mù này. Nhiều hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất mua vé từ sáng nhưng đến trưa mới bay được. Đây là tình huống thời tiết bất khả kháng nhưng ảnh hưởng đến việc phục vụ hành khách. Lãnh đạo thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại thị xã này vào chiều ngày 1 tháng 2. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm bị bắt là JKL, sinh năm 1986, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 1 tháng 2, một người đàn ông trong trang phục áo khoác, bịt kín mặt đã xông vào phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Vietinbank, chi nhánh tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tại đây, người đàn ông một tay cầm dao, một tay cầm vật nghi là thuốc nổ rồi hô tất cả đứng im. Người này sau đó đã nhảy qua quầy giao dịch và ép một nam nhân viên ngân hàng đưa tiền. Khi cướp được một số tiền trong quầy giao dịch, nghi phạm đã lên xe máy tẩu thoát. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ngày 4 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng di lý đối tượng Chế Kim Mỹ Ngân, 43 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận, tạm trú phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc, theo triệu tập, ông T ở nhờ căn hộ chung cư của Chế Kim Mỹ Ngân tại đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1. Hai người thân thiết do trước đây ông T và Ngân từng là đồng nghiệp, làm việc cùng một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, biết ông T lo lắng sẽ bị khởi tố bắt giữ và gia đình ông này cũng có điều kiện kinh tế, nên Chế Kim Mỹ Ngân nảy ra ý định lừa đảo. Ngân dùng thủ đoạn mạo nhận có quan hệ quen biết với một số lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và Bộ Công an, sau đó gợi ý ông T lo tiền để chạy án. Tin lời, từ tháng 6 năm 2023 đến 20 tháng 1 năm 2024, ông T đã đưa cho Ngân 6,6 tỷ đồng. Đến khi phát hiện bị đồng nghiệp cũ lừa dối để chiếm đoạt số tiền lớn, ông T đã làm đơn tố cáo đến Công an thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận đã tiêu xài hết số tiền chiếm đoạt được của ông T. Công an tạm giữ 3 điện thoại di động, 1 iPad và một số trang sức là các tài sản đối tượng mua từ số tiền phạm tội mà có. Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Ngọc Thanh, sinh năm 1996, trú tại tổ 7, khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông, quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự. Trước đó khoảng 23 giờ 5 phút ngày 2 tháng 2, tại đường An Tiêm thuộc tổ 55, khu 5, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Thanh khi điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát 14C-35565 chạy theo hướng từ phường Việt Hưng đến phường Diễn Đáy đã tông vào xe máy biển kiểm soát 14P956XX đi cùng chiều phía trước do ông Phạm Văn Thờ, sinh năm 1960, trú tại tổ 19, khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long điều khiển. Hậu quả ông Thờ tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, Thanh lái xe ô tô bỏ chạy. Chiều ngày 4 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thu giữ hung khí, mở rộng điều tra vụ án giết người nước ngoài xảy ra tại phường Hàn Tiến, thành phố Phan Thiết. Theo đó, cây búa nghi là hung khí gây án đã được công an thu giữ tại một căn nhà thuộc phường Hàm Tiến trong chiều nay. Cơ quan chức năng cũng đã xác định và bắt giữ nghi phạm trong vụ án là một người Nga, đồng hương của nạn nhân. Qua kiểm tra, công an Phan Thiết phát hiện có vết thương trên đầu nạn nhân với nhiều nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định nạn nhân là ông Echusin Vasily, 44 tuổi, quốc tịch Nga. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, do mâu thuẫn xảy ra từ việc nhờ xin việc làm, dẫn đến đánh nhau và xảy ra án mạng. Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 2. Vào thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 29E1-647XXX do NVH, sinh năm 2001, ở thôn Đồng Kè, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 28G1-350XXX do anh BCT, sinh năm 2003, ở thôn Đồng Chồm, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, điều khiển đi trên quốc lộ 21 hướng ra đường Hồ Chí Minh. Cú va chạm mạnh khiến anh H và anh T tử vong tại chỗ, hai xe máy bị hư hỏng nặng. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Tổng thống Biden dễ dàng đánh bại các ứng viên khác của Đảng Dân Chủ là nghị sĩ bang Minnesota, ông Dean Phillips,
và cây bút nổi danh Marianna Williamson. Công ty nghiên cứu Edison Research cho rằng Tổng thống Biden đã giành thắng lợi trong bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại bang Nam Carolina. Với hơn 50% số phiếu đã được kiểm đếm, bộ phận phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden ra thông cáo nhắc lại rằng vào năm 2020, chính cử tri Nam Carolina đã chứng minh các chuyên gia đã sai khi thổi luồng sinh khí mới vào chiến dịch của chúng tôi và đưa chúng tôi đến con đường giành chức Tổng thống. Dù ông Biden không vấp phải nhiều trở ngại lớn, cuộc bầu cử được theo dõi sát sao giữa một số lo ngại về khả năng ông thiếu sự ủng hộ, nhất là từ các cử tri da màu. Mặc dù chiến thắng của ông Biden đã được dự đoán trước, nhưng đội ngũ phụ trách chiến dịch tái tranh cử của ông vẫn tiêu tốn nguồn lực đáng kể cho Nam Carolina khi cử Phó Tổng thống Kamala Harris tới bang này 4 lần trong 5 tuần qua. Chiến dịch tranh cử của ông Biden cũng chi hơn 400.000 USD cho quảng cáo với hy vọng tăng lượng cử tri đi bỏ phiếu. Tiểu vương Nigeria bị ám sát là ông Segun Aremu, một tướng quân đội đã nghỉ hưu và trở thành tiểu vương Olukoro của khu vực Koro. Được biết, vị tiểu vương bị bắn chết ngay tại cung điện của ông ở phía tây nam đất nước, một khu vực gần đây chứng kiến sự gia tăng kinh hoàng của những vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, cho đến nay, không có bất kỳ yêu cầu đòi tiền chuộc nào được đưa ra cho phu nhân mất tích của ông Aremu, khiến các nhà điều tra bối rối. Chính quyền địa phương cũng cho biết danh tính và nơi ở của những kẻ tấn công vẫn chưa được xác định. Vụ ám sát và bắt cóc diễn ra sau khi một số người dân địa phương yêu cầu chính phủ quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp để giải quyết nạn tội phạm gia tăng ở Nigeria. Đã có hơn 1.800 người đã bị bắt cóc ở đất nước Tây Phi này kể từ khi Tổng thống Nigeria Bola Tinubu nhậm chức vào tháng 5 năm 2023. Theo hai quan chức Mỹ, ít nhất 36 mục tiêu của lực lượng Houthi đã bị tấn công ở 13 địa điểm bên trong lãnh thổ Yemen ngày 3 tháng 2. Đây là ngày thứ hai quân đội Mỹ thực hiện đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn nhằm đáp trả vụ tấn công tại Jordan, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng cuối tuần trước. Các máy bay chiến đấu FA-18 cất cánh từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower cũng tham gia không kích. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy xung đột lan rộng ở Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào lãnh thổ Israel, làm chết khoảng 1.200 người ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trước đó, vào đầu ngày 3 tháng 2, Mỹ đã tấn công 6 tên lửa hành trình chống hạm của Houthi trước khi chúng được phóng về phía Biển Đỏ. Để tránh một cuộc chiến tranh khu vực với Tehran, Mỹ đã không nhắm mục tiêu trực tiếp vào Iran, thay vào đó nhắm vào một số lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của nước này trong khu vực. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!